Ủa tao mới thấy nó từ đằng sau chạy ra. Nó đằng trước, đằng trước, đằng trước. Gì? Nó ở đâu vậy? Ở nó trong nhà luôn. Nó mở cửa luôn rồi kìa. Tao đóng cửa rồi. Trời ơi, còn đóng nữa. Mở. Đóng lộn. Đóng lộn. Chết rồi giờ. Hello mọi người, mình là Mid và hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái tựa game Resident Masquerade. Thì lý do mà mình quay trở lại cái con game này là tại vì ở cái video trước mình chưa có gọi là hoàn thiện 100%. Nó kiểu mới có 95% mà còn 5% nữa là xong luôn cái game rồi, nhưng mà mình lại không làm được. Cho nên là video này một phần là cũng bù lại những gì mà mình chưa làm được ở video trước, với một phần nữa là cái chăn máu. Không, cái màn hình nó nhiễu lắm, không thấy gì hết á. Rồi bom rồi, chạy luôn, đủ rồi, đừng có bom nữa. Tắm máy đủ rồi. Không thấy đường. Tao xạo rồi, sao đứt mày kìa. Ôi, hết stamina rồi. Ở mặt đỏ luôn. Đó chính là cái loot moon ở trong cái con game này. Đây là cái chế độ chăn máu của cái game Resident Masquerade. Nhưng mà do là còn dư âm của cái clip trước chưa có phá đảo được, cho nên là hôm nay phải bù. Mà anh em yên tâm, có kinh nghiệm với kế hoạch cụ thể hết rồi, cho nên là mọi thứ nó sẽ bù xuyên. Mình ơi, ơi. Cả hui. Đâu rồi? Bắn. Người mày đứng mày ngúa gì mình? Thôi coi cam tao thấy nè. Tao đứng tao nhảy cho nó đỡ stress, chứ đứng ngoài này ghê chết. Xíu nữa tối hù nó hù với phải mò đường vô nhà nè. Bình này nó trụ được trong bao lâu nhờ? 2 tiếng tới 3 tiếng á. Nghĩa là tới mình hù xong rồi mình ra mình bơm liền đó. Tới 2 giờ đó. Rồi, bơm đi. Bơm chạy vô nhà đi. Trời ơi, tối quá vậy trời. Tối quá. Tao coi mặt sau với mặt trước á. Ôi. Vô thế. Ôi đấy, Khang nó cầm cái thang vô nhà nè. Ừ, nó xuất hiện đó, mặt sau mặt dưới không có nha. Ở đâu, xuất hiện ở đâu? Không biết nữa. Mặt sau mặt dưới không có. Ok. Ê, nó xuất hiện phía sau nè. Phía sau hả? Ừ. Đúng không? Nó xuất hiện ở trước. Ở trên lầu nè. Ủa trên lầu, trời mày la phía sau cái. Ôi. Ai mở cửa nhà vậy? Không ai mở. Nếu mà có bị cúp điện á, mà thằng hy sinh ra ngoài đóng cửa là đi. Chứ mở cửa là chết hết á. Để tao hy sinh chưa? Xíu nữa cái khúc mà oxy á, bơm oxy á. Tao hy sinh chưa? Tao ngại chạy ra ngoài giờ ban đêm lắm. Tao sợ nào bắt cóc. Ừ, vậy là cái sửa điện là phải cho tao sửa mới đúng. Không mà giờ Khang giữ cái lời rồi, không được. Tao thấy Khang cũng cái thai. Kiểm tra xung quanh đi, phía trước phía sau không có nha. Ê. Ê. Ủa? Hết oxy. Kiểm tra đi, để tao chạy ra khỏi nhà tao bơm ra. Rồi. Mở cửa ra rồi. Nó vô nhà. Ở đâu vậy? Nó vô nhà. Ủa sao nó vô được, tao mới đuổi nó đi khúc này mà. Sao nó vô được liền được? Hết oxy là như là nó sẽ vô nhà mày ơi. Bô xì, mình ơi ơi. Ủa sao nó vô được, tao nhớ tao vừa mới đuổi nó. Cách nó chưa được 5 giây nữa rồi sao nó tiếp tục được? Ủa trên hết một lượt 3 thằng luôn hả? Đúng rồi, tao vừa chạy cửa cái là nó mở cửa ra, nó vô nó đơm ra luôn. Tao hết oxy tao chết. Ủa kỳ ta, hồi nãy ở trên lầu là tao mới đuổi nó đi xong chưa được 5 giây nữa. Sao mà nhanh vậy trời? Có động tĩnh gì chưa? Nó trên lầu đằng sau mình. Đằng sau nó hả? Nó trên lầu đằng sau, lẹ lên nó mở cửa kìa. Ủa? Trong phòng mày mà hả? Được chưa? Trời ơi, Khang nó nói trên lầu mặt sau là trong phòng của thằng Khang. Ta tưởng nó là ở trong toilet. Ý, tiếng gì? Nó vô rồi. Bỏ nhà đi luôn chứ. Đi lên xe. Tôi nghe Khang kêu. Nó làm sao? Cái đấy lạ, ta chạy vòng vòng ngoài, ta không thấy gì nào hết. Vậy nó trong phòng bằng cách. Hoảng. Đi vô. Tao không biết nữa, tao không dám còn cam. Nó đang trong phòng tao. Nó còn trong phòng mày hả? Tụi tao đang lang thang ở ngoài nè. Tao đang trong tủ, không dám ra. Mày nghe tiếng nó không? Không, hết nghe tiếng nó xè rè. Vậy tao nghĩ là mình nên quay lại vô nhà. Quay lại vô nhà đi. Tao bật đèn hết trơn, cho sáng hết trơn đó. Hui. Đâu rồi? Nó đâm mình thì nó khen ngay. Rồi, tao biết. Tao chết là fail rồi đó. Win home. 1 giờ cuối nó như 1 tiếng.
lâu lắm mày ơi. Giờ cúp điện cái tao chui trong toilet tao ở chổng luôn á. Tao cũng vậy. Chui tụ trốn. Ê Win, quá tuyệt vời. Đây thời khắc để vô loot moon. Vô cái một luôn. Không biết loot moon nó như nào ta. Có khi nó xuất hiện hai con. Ôi cái nó chết luôn mày ơi. Trời à. Rồi đỏ ngầu luôn. Loot moon là đây sao? Ồ nhạc căng lắm mày. Ừ. 4 giờ chiều kìa. Mày nghe nhạc lớn không? Lớn. Để nó còn kìa, lấy. Vậy giờ. Vậy thằng Khang, vậy mày sửa điện luôn mày. Không sửa thì thôi, tao không sửa luôn. Xìm xàm mày. Xàm đỏ quá ta. Có khi là loot moon nó nhanh hơn không nhờ. Kiểu xuất hiện liên tục á, mình phải thao tác liên tục luôn á. Rồi vậy sao ra ngoài sửa? Tao cũng biết nữa. Bởi vậy tao mới thắc mắc nè. Chưa biết như nào. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phá đảo được. Ôi làm gì có vụ cầm mình xăng vô nhà. Thì đó. Ê trời tối bắt đầu hết. Tao tắt tao không biết mà mấy giờ nó xuất hiện. Có khi lúc mua nó xuất hiện sớm á. Rồi thôi tao vô nhà đi. Tao đi trước. Rồi tao vô đi. Đi sau. Tao đứng đây tao hủ chứ. Chị trò gì vậy mày? Trời tao hù luôn rồi. Ủa mà để ghê lắm rồi. Trời nãy giờ tao quên lụm cái đèn pin. Tối quá trời tối rồi. 10 giờ nha. Ừ. Có búa nè Khang. Đâu? Vô gõ đầu nữa. Đây. Đi mà gõ đầu tao mày. Gió lớn. Đêm nay chắc là có bão rồi. Đêm nay Blood Moon căng cực. Tắt hết đèn đi. Tắt hết đèn nè. Bình. Ờ. Rồi. Rồi căng ra tới chiếc cam á. Ok vô. Ê hình như có sương mù màu đỏ hay sao mày. Ta thấy có gì nữa. Sương mù đỏ. Ờ chót luôn. Nhớ coi trước sau nè. Ta coi hai phía chưa. Ừ. Căng hẳn. Ôi trời. Cái đâu vậy. Đằng trước. Cái đầu lên chứ. Ừ. Mắt đỏ nha. Đợt này nó mắt đỏ rồi. Gì mà nó vừa xuất hiện cái đập cửa liền vậy? Ờ xuất hiện cái là đập liền à. Tao không biết đỡ kiểu gì luôn á. Lẹ mình ơi. Từ tao vô. Nó đằng sau nè nhá, tôi chuẩn bị vô đằng sau nè. Rồi hay. Đuổi chưa? Chưa, tao chưa thấy nó luôn á. Ủa tao mới thấy nó từ đằng sau chạy ra. Nó đằng trước. Gì, nó ở đâu vậy? Ở nó trong nhà luôn. Nó mở cửa luôn rồi kìa. Tao đóng cửa rồi. Trời ơi còn nóng nữa. Nóng lộn. Chết rồi vậy. Trời tao thấy đường luôn. Tối quá mày. Ôi không biết cái gì hết mày ơi. Mày lên gọi có nước tăng lực không uống đi. Mày lấy hết hai lon của tao rồi. Bơm oxy lộn bơm oxy đi. Không thấy đường luôn mày ơi. Nó sương mù mà. Nó không cái màn hình nó nhiễu lắm không thấy gì hết á. Rồi bơm rồi chạy luôn được rồi đủ rồi đừng có bơm nữa. Tắm máy đủ rồi. Không thấy đường. Nó sao đứt mày kìa. Ôi hết stamina rồi. Rồi mắt đỏ luôn. Ôi khó quá mày. Ôi nó có cái chip kìa. Outdoor is often try go to after reset. Ôi tao đang sợ cúp điện ấy. Để đi, để hù nó thêm lần nữa. Tao chạy ngoài tao bơm xăng luôn. Đây. Rồi. Ok, chân thủ. Cái gì mà nó có mệt, nó mệt cửa chứ. Ủa, là... Ủa, nó mở cửa hồi nào vậy? Amida rồi. Ủa mày mới hù nó ở đâu vậy? Mày biết cái cửa trước của mình nó ở trên lầu là đối diện là cửa sổ. Đúng rồi. Ờ, thì
Tao hù nó xong cái nó té xuống dưới mày. Nó té xuống dưới cái nó tiện nó mở cửa luôn. À vậy là vậy là tôi biết đó. Vậy là tôi biết cách hoạt động của của lướt mua rồi đó. Nhưng mà nó sẽ kể ở cửa sau trước, ở mở trên đó. Mà nhớ hú ra nè, tao xuống tao bật đèn ở dưới luôn. Bây giờ nó té xuống nó chạy luôn. Nó không có tiện mở cửa. Nãy đúng gì luôn á. Tiện mở cửa luôn. Nãy tao còn clip nè. Coi không? Mà hồi nãy nó nhanh lắm mày ơi, tao nói thiệt. Là tức là nó té xuống là mở cửa đi vô luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó sao kịp? Không, cứ được khi mà thấy nó xuất hiện khi thằng Khang thấy xuất hiện, nó xuất hiện ở cửa số trước hoặc là mày thấy nó xuất hiện ở cửa số trước là mày hú tao liền. Bên đây nó chuẩn bị nó mở cửa, tao sẽ bật đèn lên. Cả Lâm mày ơi. Thằng Bình rồi. Thằng Bình nó đã tôi đã hù nách rồi, nó còn cả Lâm nữa. Chết rồi, đừng buồn nha Bình ơi. Ơi 11 giờ rồi. Tao sửa điện á. Sửa điện. Bấm sao vậy? Sao tao phải, tao bấm nó không? Nó bị lỗi á, phải chụp phải vô chụp phải vô rồi mày đưa cái góc nhìn của mày vô trong cái cổng dây điện á mày sửa. Ôi 12 giờ rồi. Chưa sửa được điện. Như nào vậy? Sống lâu chẳng khỏe à. Như vậy nè. Nó này không kịp rồi mà. Cái gì kỳ cục vậy? Tao gửi cái hình vào chat á, là mày phải giúp mày quay cái góc nhìn giống tao á. Ủa tụi mày ơi, chạy luôn đi. Gì kỳ cục vậy? Giờ đây còn bị giật điện nữa. Ơ được kìa. Vô nhà nhanh. Ơ nó tới rồi. Nó ở đâu vậy? Hình như nó ở trong nhà mày ơi. Để đi, giờ để nó ra khỏi nhà đi rồi chạy hẳn vô nhà nữa. Để tao hy sinh vô. Ôi trời, nãy rồi. Đồ đây, phá nó thôi. Tắt lực. Trong nhà hả? Ngoài. Cửa. Cố gắng trụ điện cho tới 6 giờ nha. Ok. Tao reaction. Ôi, tao chạy mặt sức không lại nó luôn á. Tao vừa chạy vừa uống nước mà chạy không lại mày. Mà lết luôn. Quái gì vậy? Chết. Rồi. Chạy khỏi nhà đi mày. Chịu khó đi. Tao để ý à. Hồi nãy tao chết ở sau nhà. Đó. Để dành stamina đi. Để tao quan sát cho. Thôi mình leo đây mình đứng đây coi được không? Là leo lên cây coi. Mà nó. Ủa sao con lớn xuống dưới vậy? Rồi. Điện hư như hư lẻ ta. Ủa sao điện hư nhanh quá vậy? Cái cách sửa điện của game này cầu kỳ thiệt á. Ừ. Không, sao hồi trước nó sửa bình thường. Tự nhiên nó bị cái gì, nó bị lỗi á. Hay là nó bị cái gì chặn lên á. New update. Rồi kiểu này chắc tao nửa đêm tao ra sửa điện chắc 1-2 phút mới xong á. À, chúng mà xài điện tiết kiệm đi. Đúng xàm luôn á. Kiểu tao phải lia cái cam vô cái mé sâu ở trong á mới sửa được. Ồ sửa chưa? Ê, tự nhiên cái sửa luôn ta. Ồ kệ đi, giờ mình đâu chưa xài vậy mà. Trên lầu kìa, đèn sáng trên lầu kìa, từ từ. Ủa, ông đâu bật đèn trên lầu rồi. Khang ơi, đang trên lầu không Khang? Đang. Ê, oxy. Bình ơi. Tao tới nè. Khang sắp chết ngộp rồi. Rồi. Ừ, tao chết rồi. Vãi. Bây giờ chạy tới bên oxy luôn. Đồ không vậy? Đồ ổn vậy? Tắt thở chết rồi. Vậy hót lên. Chết đâu. Tại nghe nó còn nhảy tung tăng trên lầu kìa. Nè, thằng có cái đèn trên đầu nè. Tao thấy đèn tắt mà. Trước sau là toilet đúng không? Toilet đằng sau à? Không, toilet ở đâu vậy? Không thấy. Trước sau không có nha. Ở đâu vậy? Ổn không? Rồi. Nó nhà.
tao đập bởi kính, rồi tao vừa lắp cái đập bởi luôn, rồi tao chưa kịp bật đèn nó chạy vô luôn. Mình chạy ra khỏi nhà hả? Ừ. Xuống đóng cửa lại đi, xuống đóng cửa lại đi mình. Rồi rồi rồi. Nó vô nhà nữa. Vô nữa rồi hả? Đó, oxy đi mình. Rồi tao hát, tao hát khỏi nó rồi. À tôi biết cách rồi đó. Thôi hả? Khi nó gượt mày á, mày canh mày đóng cửa và dập cái mặt nó thôi là nó sẽ biến mất. Rồi cái này gọi là nó sao ta? Ôi trời, tao bị đuổi. Nó sắc đứt này luôn kìa. Uống mà uống nước ngọt đi rồi chạy nhà mình. Không kịp, tao tưởng nó mẹ trên lầu. Rồi ra khỏi nhà luôn, đi bộ luôn, kiếm chỗ đâu nó nấp đi lên núi trốn đi, trốn lên núi đi. Ờ, đi luôn đi. Đừng về mày ơi. Về trong game này 1 tiếng là 1 phút hả? Ờ đúng rồi đó. 1 tiếng là 1 phút. Kéo thì mình còn 2 phút đó. Để tao đếm ngược nha. Hình như nó kẹt ở trên luôn rồi. Hồi nãy giờ tao đứng đây tới khi win game. Mục đích rất cao cả. Tao hy sinh rồi. Rồi gắn lên. Mày còn 50 giây. Mày còn 40 giây. Cố lên 40 giây. Còn 10 giây leo lên cho chiếc 30 giây nha. 30 giây cuối cùng. Đừng để chiếc gờ. 20 giây kia bên, lao đầu ra khỏi nhà. Rồi từ từ 10 giây rồi lao. 10 giây nữa. Rồi lao đầu ra khỏi nhà. Rồi tao cạnh không biết chỗ không nha. Không sao đâu. Trời ơi, ở ngoài đường tao không thấy gì luôn ta. Sao nó tối như vậy? Win. Okay. Quá tuyệt vời. Anh quá chuẩn luôn. Vậy là tao mày hy sinh không có đáng. Không phải gọi là tiếc đâu các anh ơi.